Sử Chiến xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Ở phần trước, Sử Chiến đã cùng các bạn đi tìm hiểu chiến dịch phản công của quân đội nhân dân Việt Nam trước sự xâm lược biên giới của phiến quân Khmer Đỏ diễn ra từ tháng 12 năm 1978 đến tháng 1 năm 1979. Ở video này, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tiếp về cuộc chiến này với quá trình truy quét tàn quân Khmer Đỏ trên lãnh thổ đất nước Campuchia và có một phần biên giới Thái Lan. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đánh Siem Reap và bắt Tam Bang. Trên chiến trường Campuchia, vì quân Việt Nam tiến quá nhanh chóng, nên quân Khmer Đỏ chỉ bị tan rã chứ chưa bị tiêu diệt hẳn. Nhiều đơn vị đã tập trung lại thành những đơn vị nhỏ, tiếp tục đánh du kích và quấy phá. Sau khi quân đoàn 4 chiếm được Phnom Penh, ngày 7 tháng 1 năm 1979, các đơn vị của quân đoàn 3, quân khu 5 và quân khu 7 cũng vượt sông Mekong tiến chiến và bình định lãnh thổ phía bắc biển Hồ và sông Tonle Sap. Quân Khmer Đỏ đã cố gắng kháng cự gần tỉnh Bắc Tam Bang, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm đà tiến quân của Việt Nam. Họ đã phân tán thành nhiều đơn vị nhỏ tiếp tục đánh du kích. Quân đoàn 2 và các sư đoàn của quân khu 9 sau khi chiếm được vùng Duyên Hải cũng tiến dọc theo quốc lộ 4 về hướng Bắc. Mấy ngày sau khi Trung Quốc tiến đánh biên giới Việt Trung, quân đoàn 2 rút về bảo vệ Hà Nội. Việt Nam bắt đầu tổng động viên, một số các trung đoàn độc lập được tăng cường lên thành các sư đoàn, như các trung đoàn Gia Định 1 và 2, Quyết Thắng 1 và 2 trở thành các sư đoàn 317, 318 để gửi sang tăng cường mặt trận Campuchia. Trách nhiệm chính trong công tác hành quân vẫn là các đơn vị của quân đoàn 4. Ngày 8 tháng 1, sư đoàn 10 theo lệnh của tướng Kim Tuấn thực hiện cuộc hành quân chớp nhoáng truy kích quân Khmer Đỏ. Tới ngày 9, trung đoàn 24 đã chiếm được Kampong Thom, trung đoàn 26 cũng đã kiểm soát được đường sáu nối Kampong Thom và Phnom Penh. Trung đoàn 66 được lệnh vượt lên trước hai đơn vị này đánh chiếm thành phố Siem Reap ở phía tây bắc biển Hồ Tonle Sap. Dùng 36 xe tải chở quân, được xe tăng yểm trợ, trung đoàn nhanh chóng hành quân, tiến được 100 km chỉ trong vòng 2 giờ, đồng thời đánh tan các trạm kiểm soát của Khmer Đỏ dọc đường. Trên đường đi, một đoàn xe chở quân Khmer Đỏ cũng nhập vào đội hình trung đoàn do tưởng nhầm là tàn quân Khmer Đỏ tháo chạy. Do trời tối, không ai phát hiện ra sự nhầm lẫn này. Mãi đến khi hai bên nhận ra nhau thì một trận đánh khốc liệt mới nổ ra, quân Việt Nam tiêu diệt và chiếm toàn bộ đoàn xe gồm 23 xe tải chở quân Khmer Đỏ. Rạng sáng ngày 10, quân Việt Nam đến Siem Reap, quân Khmer Đỏ bị bất ngờ, phải tháo chạy ra bốn phía. Tới khi trời tối thì trung đoàn 24 thuộc sư đoàn 10 và sư đoàn 5 của quân khu 7 cũng đã tới nơi. Ngày hôm sau, trung đoàn 24 lại hành quân 100 km, nữa đánh chiếm thị xã Sisophon nằm cách biên giới Thái Lan 50 km. Ngày 12 tháng 1, sau khi trao lại thị xã cho lực lượng quân khu 5, trung đoàn 24 một tiểu đoàn của trung đoàn 66 cùng một đại đội xe M113, pháo phòng không và trọng pháo theo đường 5 phía nam Sisophon đánh vào các lực lượng Khmer Đỏ đang tập trung về Bắc Tam Bang và chiếm thành phố ngay trong ngày hôm đó. Ngày 13 tháng 3 năm 1979, tướng Kim Tuấn di chuyển bộ chỉ huy quân đoàn 3 đến Bắc Tam Bang để trực tiếp chỉ huy chiến dịch truy quét tàn quân Pol Pot tập trung ở vùng Tây Nam gần biên giới Thái Lan. Ba ngày sau, ông rời Bắc Tam Bang để đi Siem Reap. Trên đường đi khoảng 40 km về hướng Bắc Bắc Tam Bang, đoàn xe của ông bị Khmer Đỏ phục kích. Mặc dù lực lượng phục kích bị đè bẹp, chiếc cầm măng ca thứ 3 có tư lệnh Kim Tuấn ngồi bên cạnh người lái xe bị trúng đạn M79 khiến ông bị thương nặng vùng cột sống và mất ngày hôm sau, ngày 17 tháng 3. Ông là sĩ quan cao cấp nhất của quân đội nhân dân Việt Nam, hy sinh khi tham chiến ở Campuchia. Ba tháng sau, tháng 6 năm 1979, quân đoàn 3 của ông rời Campuchia để tham gia phòng thủ biên giới phía Bắc với Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy ủng hộ cho chúng tôi bằng cách bấm nút like video, bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video hấp dẫn tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Khu vực Tây Nam. Trận đánh quan trọng đầu tiên trong chiến dịch Bình Định diễn ra tại Kampong Svel, nằm trên quốc lộ 4 nối hải cảng Kampong Som với Phnom Penh, cách Phnom Penh khoảng 50 km. Thị xã này, sau khi quân Khmer Đỏ di tản vội vã, do trung đoàn 10 thuộc sư đoàn 339 Việt Nam chiếm đóng. Nhưng ít ngày sau, các lực lượng còn lại của các sư đoàn 703, 340, 221 từ tuyến phòng thủ sinh viên Adrian chạy về đã tập trung lại và dự định tái chiếm thị xã. Được tin, Bộ Tư lệnh quân đoàn 4 điều động sư đoàn 341 đến tăng cường. Trận đánh bắt đầu ngày 21 tháng 1 năm 1979 đến ngày 7 tháng 2 mới kết thúc. Dù bị tổn thất nặng, quân Việt Nam vẫn giữ được Kampong Svel. Các lực lượng của ba sư đoàn Khmer Đỏ bị tan rã, chỉ còn lại những nhóm nhỏ hoặc tiếp tục đánh du kích hoặc rút về biên giới Thái Lan. Giữ vững được Kampong Svel, bảo đảm được giao thông trên quốc lộ 4, quân Việt Nam tiến đánh căn cứ Am Le An, nơi mà bộ chỉ huy quân sự của Pol Pot từ Phnom Penh rút về trú đóng. Căn cứ này nằm trong một vùng rừng núi hiểm trở, cách Phnom Penh khoảng 100 km về phía tây nam. Lực lượng tấn công gồm sư đoàn 2,
Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Sư đoàn 341 của quân đoàn 4 được tăng cường thêm Sư đoàn 5 của quân khu 7. Vì lực lượng tấn công quá hùng hậu, quân Khmer Đỏ rút lui, bỏ lại căn cứ Amlean, nhưng họ tìm đủ cách để gây khó khăn và tổn thất cho quân Việt Nam. Khi họ rút lui khỏi căn cứ bằng đủ mọi cách như phục kích, bắn tỉa, gài mìn, đốt rừng, chiếm xong được Amlean, quân Việt Nam mở chiến dịch đánh chiếm thị trấn Lích, Luang Prabang. Lích là một thị trấn nằm gần quốc lộ số 5, là con đường từ Phnom Penh đi Bắc Tam Bang, cách biên giới Thái Lan khoảng 80 km. Trước ngày 7 tháng 1, Lích được Khmer Đỏ sử dụng làm căn cứ tiếp liệu. Sau khi Phnom Penh thất thủ, khi quân Việt Nam chưa có đủ thì giờ để chiếm đóng hết các vị trí, Khmer Đỏ dự định biến Lích thành một căn cứ phản công. Phần lớn những lực lượng còn lại được tập trung tại đây gồm nhiều sư đoàn 104, 210, 260, 264, 460, 502. Lực lượng phòng thủ cũng có vài khẩu pháo 105 ly và xe thiết giáp. Để tấn công Lích, quân Việt Nam đã sử dụng một lực lượng lớn và tấn công làm 4 hướng. Hướng thứ nhất, do sư đoàn 341 thay thế sư đoàn 330 đã bị hao hụt quân số quá nhiều khi giải tỏa quốc lộ số 5, đánh chiếm thị xã Bơ Sát để từ đó đánh vào mặt bắc của Lích. Hướng thứ hai, do sư đoàn 9 từ căn cứ Amlean mới chiếm được đánh vào phía đông. Hướng thứ ba, do quân khu 9 phụ trách được tàu đổ bộ chở đến tỉnh Cô Công, rồi từ đó tấn công mặt nam. Hướng thứ tư, do sư đoàn 31, quân đoàn 3 từ biên giới Thái Lan theo tỉnh lộ 56 đánh ngược về mặt tây của Lích. Vì đây là một trận quyết định nên trận đánh đã kéo dài trên một tháng. Tất cả các sư đoàn tham chiến đều bị tổn thất nặng. Cuối cùng, căn cứ Lích của Khmer Đỏ bị sư đoàn 9 chiếm được ngày 29 tháng 4 năm 1979. Trận đánh tại căn cứ Lích là trận đánh có quy mô lớn cuối cùng trên đất Campuchia. Sau khi Lích bị mất, các đơn vị còn lại của Khmer Đỏ rút về các mật khu ở Vai Linh và Ta San sát biên giới Thái Lan. Một số khác phân tán thành những đơn vị nhỏ tiếp tục đánh du kích. Giữa tháng 3, quân Việt Nam mở chiến dịch mới đánh chiếm căn cứ Ta San, nằm ở phía nam Vai Linh. Tới 28 tháng 3, căn cứ này thất thủ, khiến cho Đại sứ quán Trung Quốc đóng tại đây phải sơ tán về vùng núi cao. Ban lãnh đạo Khmer Đỏ tại đây cũng bỏ chạy, bỏ lại một phần tài liệu, xe cộ, vũ khí, lương thực dự trữ và 3.000 tấn đạn dược. Các đơn vị của Việt Nam bắt đầu phân nhiệm để hành quân bình định. Nhiều sư đoàn thiện chiến đã bị hao hụt nặng được rút về nước. Những sư đoàn tân lập được gửi qua tăng cường hay thay thế. Phía Việt Nam cho biết, tới cuối tháng 1 năm 1979, quân Việt Nam đã có tới 8.000 thương vong. Về phía quân Khmer Đỏ, dù bị thiệt hại nặng vẫn còn khoảng 30.000 quân còn khả năng quấy phá, phục kích, gây mất ổn định khiến Việt Nam phải duy trì một lực lượng quân sự lớn tại Campuchia. Trước yêu cầu tình hình cách mạng, Việt Nam cần nhanh chóng giúp nhân dân Campuchia thành lập chính quyền mới để lãnh đạo và chiến đấu giành chính quyền cho chính họ. Ngày 5 tháng 1 năm 1979, 66 đại biểu Campuchia được triệu tập họp ở Miem Âu Tì để bàn về việc thành lập một đảng Cộng sản Campuchia mới. Đảng này lấy lại tên Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia có từ thời 1951. Ben Sovan, một cán bộ Campuchia tập kết về Hà Nội năm 1954, được đề cử giữ chức chủ tịch đảng. Những ủy viên thường vụ của đảng gồm Hun Sen, Bo Thanh, Chan Kyi Ri, Heng Samrin và Chia Sơ Th. Ngày 8 tháng 1 năm 1979, đài phát thanh Phnom Penh loan báo Phnom Penh đã được giải phóng bởi những lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia. Một hội đồng cách mạng được thành lập do Heng Samrin làm chủ tịch. Khoảng 10 ngày sau, hội đồng này ký một hiệp ước với Việt Nam, hợp thức hóa sự hiện diện của quân đội Việt Nam trên đất Campuchia. Tới mùa xuân 1981, hiến pháp mới của Campuchia được thông qua, sau đó là cuộc bầu cử toàn quốc để chọn ra 117 đại biểu quốc hội. Hun Sen được bầu làm Bộ trưởng Ngoại giao, Heng Samrin làm chủ tịch nước. Ba sư đoàn mới được thành lập và đặt dưới Bộ Quốc phòng, nhưng an ninh vẫn được duy trì chủ yếu dựa vào sự hiện diện của 180.000 quân Việt Nam, mà lực lượng chủ chốt là quân đoàn 4 do Thượng tướng Lê Đức Anh chỉ huy. Chính quyền mới của Campuchia chỉ được một số nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa công nhận. Chính phủ của Bon Bok Bon Bok tiếp tục được các nước phương Tây, Trung Quốc và khối ASEAN công nhận và vẫn là thành viên Liên Hợp Quốc. Căng thẳng biên giới với Thái Lan, Campuchia bị mất, Thái Lan trở nên một địa bàn chiến lược quan trọng để Trung Quốc có thể giúp đỡ cho Khmer Đỏ tiếp tục cuộc chiến. Sau khi họp xong với Ian Sari, Đặng Tiểu Bình bí mật cử Cảnh Biểu, Ủy viên Bộ Chính trị, cùng Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Niệm Long sang Bangkok hội đàm với Thủ tướng Thái Kriang Sachom Anang tại căn cứ không quân Utapao. Sau khi Việt Nam liên minh với Liên Xô và tấn công Campuchia, Thái Lan không còn giữ thái độ trung lập nữa. Kriang Sach đồng ý để Trung Quốc dùng lãnh thổ Thái Lan tiếp tế cho Khmer Đỏ. Thủ tướng Thái Kriang Sach cũng tìm kiếm hỗ trợ từ Washington nhằm ngăn ngừa Hà Nội. Để biểu thị sự ủng hộ Thái Lan, Hoa Kỳ chuyển giao cho Thái số lượng đạn dược trị giá 11,3 triệu đô la tồn kho tại Thái Lan từ thời chiến tranh Việt Nam. Chính quyền Carter cũng hứa hẹn thúc đẩy việc chuyển giao chiến đấu cơ F-5E
và các loại vũ khí hiện đại khác mà Thái đã đặt mua, và tăng lượng vũ khí bán cho Thái từ mức 30 triệu đô la một năm lên 50 triệu. Tuy vậy, trong trường hợp chiến tranh nổ ra, quân Thái Lan vẫn không phải là đối thủ của Việt Nam. Với lực lượng 141.000 quân, số lượng quân Thái chỉ bằng 1/4 quân Việt Nam, và họ không có được kinh nghiệm chiến đấu như quân Việt Nam. Và những lần đụng độ với quân Khmer Đỏ và chính quân Thái Lan trên lãnh thổ biên giới Thái Lan đã được Sử Chiến nói đến ở một video được ghim dưới phần mô tả. Các bạn có thể theo dõi và ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn. Phản ứng quốc tế về việc quân đội Việt Nam đưa quân qua biên giới giao chiến với quân Khmer Đỏ. Sự kiện Việt Nam đưa quân vào Campuchia được đưa ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 11 tháng 1 năm 1979. Đại sứ Việt Nam Hà Văn Lâu tuyên bố mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã lật đổ Pol Pot. Ông thừa nhận bộ đội Việt Nam có giao chiến với Khmer Đỏ nhưng nói đây chỉ là tự vệ. Theo ông, có hai cuộc chiến đang diễn ra. Một là chiến tranh biên giới của Pol Pot chống Việt Nam và hai là chiến tranh cách mạng của nhân dân Campuchia. Tại Đại hội đồng, Hoàng Thân Sihanouk, đại diện chính quyền Campuchia Dân Chủ, nói hành vi của Việt Nam là xâm lấn, chiếm lãnh thổ. Trung Quốc cho rằng luận thứ hai cuộc chiến của Việt Nam là dối trá. Mỹ thừa nhận vi phạm nhân quyền tại Campuchia, và Việt Nam có lo ngại an ninh chính đáng khi Campuchia tấn công vùng biên giới, nhưng tranh chấp biên giới không cho phép một quốc gia quyền áp đặt một chính phủ thay chính phủ khác bằng vũ lực. Anh Quốc tuyên bố dù nhân quyền ở Campuchia có thế nào, không thể tha thứ cho Việt Nam, vốn có nhân quyền cũng đáng lên án khi vi phạm lãnh thổ Campuchia Dân Chủ. Pháp tuyên bố quan niệm rằng vì một chính quyền đáng xấu hổ mà có thể biện minh cho can thiệp nước ngoài và lật đổ, thật là nguy hiểm. Na Uy mạnh mẽ phản đối các vi phạm nhân quyền của Pol Pot, nhưng vi phạm nhân quyền này không thể biện hộ cho hành động của Việt Nam. Bồ Đào Nha nói hành động của Việt Nam vi phạm rõ rệt nguyên tắc không can thiệp, bất chấp hồ sơ nhân quyền tệ hại ở Campuchia. New Zealand cũng nói Campuchia Dân Chủ của Pol Pot có nhiều cái xấu, nhưng việc xấu của một nước không biện minh cho sự xâm lăng lãnh thổ của một nước khác. Australia hoàn toàn ủng hộ quyền của Campuchia Dân Chủ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Singapore phát biểu không nước nào có quyền lật đổ chính phủ Campuchia Dân Chủ, dù chính phủ này có đối xử tàn tệ nhân dân thế nào. Đi ngược nguyên tắc này có nghĩa là thừa nhận chính phủ nước ngoài lại có quyền can thiệp và lật đổ chính phủ nước khác. Và họ lo ngại Việt Nam đang đe dọa an ninh của Singapore và khu vực. Các nước không liên kết như Bolivia, Gabon, Kuwait, Nigeria, Bangladesh tránh lên án trực tiếp Việt Nam, nhưng cũng không ủng hộ Việt Nam đồng thời nhấn mạnh quy tắc không can thiệp. Liên Xô và Tiệp Khắc ủng hộ luận thứ hai cuộc chiến của Việt Nam. Liên Xô nói chính mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã lật đổ Pol Pot. Đại sứ Liên Xô Trojanovskaya nhấn mạnh tội ác ghê tởm của chính phủ Pol Pot. Anh phản bác lại, nói rằng khi Anh nộp dự thảo nghị quyết lên án vi phạm nhân quyền của Pol Pot, chính Liên Xô và Cuba đã phản đối. Ngày 14 tháng 11 năm 1979, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết hối tiếc sâu sắc về sự can thiệp vũ trang của quân nước ngoài vào nội bộ Campuchia và kêu gọi rút ngay lập tức mọi lực lượng nước ngoài khỏi Campuchia, kêu gọi các nước kiềm chế không có hành động hay đe dọa gây hấn, aggression và mọi hình thức can thiệp vào nội bộ các nước ở Đông Nam Á. Ngày 16 tháng 3 năm 1979, Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về một nghị quyết do ASEAN bảo trợ, kêu gọi ngừng bắn trong toàn khu vực, rút quân đội nước ngoài và giải quyết bằng hòa bình. Liên Xô buộc phải dùng quyền phủ quyết để bác bỏ nghị quyết này. Cuối năm 1979, Đại hội đồng họp bàn việc ai sẽ đại diện cho Campuchia tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam và Liên Xô ủng hộ Cộng hòa Nhân dân Campuchia nhưng 71 nước bỏ phiếu bác bỏ chính phủ này. Tại phiên họp này, Singapore nói nếu chúng ta thừa nhận học thuyết can thiệp nhân đạo, thế giới sẽ càng nguy hiểm hơn cho các nước nhỏ như chúng tôi. Nhiều nước trong Đại hội đồng cũng nói rằng việc họ phản đối Việt Nam không có nghĩa họ ủng hộ hành động vi phạm nhân quyền của Pol Pot. Malaysia, đại diện cho ASEAN, nói can thiệp nội bộ vào Campuchia là nguyên nhân khiến an ninh suy sụp ở Đông Nam Á. Họ lo ngại xung đột sẽ lây lan sang Thái Lan. Malaysia thừa nhận Khmer Đỏ đã gây ra cái chết hàng trăm ngàn người, nhưng việc này không biện minh cho can thiệp của Việt Nam, vì nguyên tắc không can thiệp bảo vệ kẻ yếu trước kẻ mạnh. Sau đó Liên Hợp Quốc tiếp tục ra nhiều nghị quyết về việc Việt Nam đóng quân tại Campuchia. Nghị quyết ngày 22 tháng 10 năm 1980 tuyên bố hối tiếc sâu sắc rằng can thiệp quân sự nước ngoài tiếp tục và quân nước ngoài chưa rút khỏi Campuchia, vì vậy nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Nghị quyết ngày 21 tháng 10 năm 1981 lên án Deepwater, can thiệp quân sự nước ngoài tiếp tục và quân nước ngoài chưa rút khỏi Campuchia, vì thế gây ra thù nghịch tiếp tục ở đất nước và nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Nghị quyết ngày 14 tháng 10 năm 1987 lên án Deepwater can thiệp quân sự nước ngoài và chiếm đóng Occupation tiếp tục do quân nước ngoài chưa rút khỏi Campuchia, vì thế gây ra thù nghịch tiếp tục ở đất nước và nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.
Nghị quyết ngày 3 tháng 11 năm 1988 lên án Deepblorin can thiệp quân sự nước ngoài và chiếm đóng. Akil Bason tiếp tục cho quân nước ngoài vẫn ở lại Campuchia, vì thế gây ra thù nghịch tiếp tục ở đất nước và nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Nghị quyết ngày 16 tháng 11 năm 1989 lên án Deepblorin can thiệp quân sự nước ngoài và chiếm đóng Akil Bason ở Campuchia, nguyên nhân của thù nghịch tiếp tục ở đất nước, nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế và khẳng định affirms rằng bất kỳ sự rút quân nước ngoài khỏi Campuchia mà không có Liên Hợp Quốc giám sát, kiểm soát và xác minh thì không phải là nằm trong khuôn khổ một giải pháp chính trị toàn diện. Các bạn có thể thấy, hành động của quân ta cũng đã vấp phải vô vàn những phản đối từ các nước trên thế giới do bản thân họ không nằm trong hoàn cảnh của chúng ta. Chính quyền Việt Nam thì không thể làm ngơ trước những tội ác ghê rợn mà phiến quân Khmer Đỏ đã gây ra cho nhân dân Campuchia và cả nhân dân Việt Nam. Cuộc chiến này là tất yếu phải xảy ra để bảo vệ chân lý lẽ phải. Và thực tế cũng đã chứng minh nó hoàn toàn đúng như thế. Chính quyền Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia khỏi cảnh chết chóc lầm than, và chính quyền Campuchia có thể giữ vững môi trường ổn định phát triển toàn bộ nền kinh tế xã hội. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ Sử Chiến nha. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.